Hôm nay tôi sẽ trở thành Húc. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới mọi người nha. Hiện tại là tôi đang làm công việc giao pizza. Nói chung là công việc này nó cũng nhàm lắm, đi giao vòng vòng thành phố thôi à. Đây, tôi có vài đơn hàng này, để tôi giao cho xem. Anh em theo chân tôi nha. Lẹ lẹ cái chân của mày lên. Thôi lẹ thôi nào anh em ạ. Để ông chửi đó, đội nón lên cái. Ok luôn. Giờ đi giao thôi nào. Chúng ta có khách nhận pizza khá là gần đây. Chạy lên xíu nữa là tới rồi đấy. Hình như bên đường phải không ta? Có vẻ là như vậy rồi. Qua đường cái. Đấy, ông anh ở đằng kia kìa. Anh đặt pizza đúng không anh? Đây, của anh đây. Chúc anh ngon miệng nha. Anh em thấy giao hàng nhàn không? Nói chứ quán tôi quăng như vậy là một truyền thống luôn rồi anh em ạ. Đi tiếp thôi nào. Hình như là bà chị đặt hàng ở bên kia kìa. Để tôi qua đường phát nữa coi. Đây. Chị ơi, chị phải đặt hàng không chị ơi? Alo chị ơi, chị đặt hàng đúng không? Của chị đây. Cảm ơn chị đã mua hàng ở quán em. Chúc chị ngon miệng nha. A few moments later. Có chuyện gì thế kia? Có tai nạn phải không? Đúng là như vậy rồi. Sao không ai ra giúp hết vậy? Mọi người đây coi như không có luôn. Người gì vô tâm thế? Thế tôi phải ra coi sao cái đã anh em ạ. Để tôi cất xe qua đây cái đã. Mọi người có sao không? Thôi chết rồi. Tôi không nghe tiếng động gì từ hai người này cả. Tôi phải gọi cấp cứu thôi. Có hai người gặp tai nạn đang ở đây. Cho xe cấp cứu đến mau nha. Lẹ nào, cấp cứu đến rồi. Đây này, lẹ lên. Chứ không là không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cuối cùng thì cũng đưa được họ lên xe cứu thương rồi. Tôi nghĩ là tôi nên quay lại làm việc thôi anh em ạ. Ở rồi xong. Trễ hết đơn hàng giao pizza luôn rồi. Người ta hủy hết luôn rồi. Tính ra mới giúp người ta có tí xíu mà bị hủy đơn vì trễ. Rồi xong. Không biết ăn nói gì với ông chủ luôn. Cậu đấy, cậu làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Làm gì mà để khách phàn nàn không thấy pizza đâu hết? Dạ không sếp, tại vì em thấy. Không có giải thích gì hết á. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng nhá. Nếu mà có lần sau nữa tôi nghĩ là cậu nên tìm việc khác đi. Với lại dân đòi nợ sắp tới rồi đây. Giờ có đơn hàng khá là xa đó, lên hàng đi. Dạ sếp. 1 hour later. Cây thế nhờ, làm người tốt cũng không xong. Mà thôi kệ đi, làm cho tốt đơn hàng này để gỡ lại cái nãy anh em à. Giao tới tận phòng thí nghiệm luôn. Đi xa như vậy mà còn gặp cái xe của chuối nữa. Chịu. Chúng ta tới nơi đây. Mà sao không thấy ai hết nhờ? Để hỏi chú bảo vệ thử coi. Chú ơi, ở đây có ai đặt pizza không chú ơi? Tao không biết. Không biết á. Chú thử gọi vào trong thử xem. Chứ con thấy là có người đặt pizza đấy. Alo, có ai đặt pizza nè? Kêu vô á. Ok, ở trong đấy cô. Ok, cảm ơn chú nha. Đi vào thôi nào. Chu cho à, mẹ ơi, công nhận cái nơi này nó rộng. Holy shit man. Phòng thí nghiệm bị nổ á. Oh my god. Chắc mọi người không cần pizza nữa đâu. Thôi em té nha bảo vệ. Chạy thôi nào. Kinh khủng thật sự. Tí nữa thì hẹo à. Chạy nhanh lên nào chiếc xe này. Nhưng mà nếu có người trong đó thì sao nhờ? Không, tôi sẽ không vào đó giúp người đâu. Vô đó là tôi có thể đi bán muối bất cứ lúc nào luôn đấy. Nhưng mà bố tôi đã dạy là phải giúp người khi còn có thể. Hey. Let's save some people, man. Sao chú bảo vệ còn đứng ở đây? Sao không vô giúp người đi? Trời ơi, chán thiệt. Nhát quá nhát. Kệ đi, tôi phải lẹ thôi nào. Nhưng mà đường vào đúng nhờ. Tôi thấy mọi đường vào ở phía trước đây đều bị bao phủ bởi lửa rồi. Chắc tôi phải tìm đường khác thôi. Ở dưới đây có một cái đường nè. Có vẻ là cái đường này vẫn còn vô được anh em ạ. Come on, let's go man. Vào lẹ trước khi mọi chuyện dừng tồi tệ hơn. Đây rồi, vô thôi nào. Nhưng mà sao không thấy ai chạy ra thế nhờ? Hay là tôi đi nhầm đường rồi? Đừng như thế chứ. Lỡ rồi, phi la phải theo la luôn chứ sao giờ. Đây có thể là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm luôn ấy. Có người, tiến sĩ. Sao ông còn ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Mọi người có vẻ là không qua khỏi rồi. Thôi không ổn rồi. Nhưng giờ mình phải chạy thôi tiến sĩ ạ. Đi nào, chúng ta phải chạy nhanh lên mới được. Tiến sĩ có nghe tiếng gì không nhờ? Ôi không tiến sĩ, coi chân. Many hours later. Tôi đang ở đâu đây? Mày đang ở trong bệnh viện. Sao mày đi giao pizza mà mày lao vào phòng thí nghiệm trong khi nó đang bị nổ vậy? Hên là xe cấp cứu tới kịp đấy. Không là mày đi bán muối luôn rồi. Sếp à, mọi người vẫn ổn chứ sếp? Tao nghĩ là ổn.
Ê, khoan khoan, bác sĩ. Several days later. Cuối cùng thì tôi cũng đã ra viện sau một tuần nằm viện. Tôi không sao anh em ạ, bác sĩ nói tôi là chấn thương không nghiêm trọng lắm. Hiện tại là tôi vẫn đang làm được công việc giao pizza này. Anh em có thể thấy, tôi không bị đuổi anh em ạ. Nhìn ông chủ gì thôi chứ ổng tốt bụng lắm. Với lại là chuyện tai nạn vô xui rủi chứ ai muốn đâu đúng không? Mà hình như là tôi tự lao vào phòng nghiên cứu đó mà. Thôi kệ đi, tôi vẫn giữ được công việc này là được rồi. Hôm nay phải là một ngày giao hàng thật là bùng nổ. Ui, có chuyện gì thế nha? Cái bọn này tính phá quán tôi anh em ạ. Dùng súng luôn. Ui, tôi phải núp thôi mới được. Come on. À, mấy thằng này dám đụng quán của tao và ông chủ của tao à. Chúng mày làm tao tức giận rồi đấy. À, phá quán tao. Phá nó đi, bắn nó đi. Đứng lên. Đứng lên mà bắn. Không đứng lên à. Phá nó ông cu. Phá sao mà phá được nữa. Phá hộ con cái. Cái gì bạn? Dám đụng đến ông chủ của tao à, dám bắn quán tao nữa à. Bộ lao. Liệu tôi khinh cái xe này trội nó có ác quá không nhờ. Nhưng mà bọn này xứng đáng bị vậy. Dám phá công an việc làm của tao này. À, đi xe luôn à. Núp nữa đi con, núp nữa đi, núp đi. Núp hộ. Núp nè. Ui, càng ngày càng đông anh em ạ. Nó quyết phải, nó phá quán tôi cho được. Không biết ông chủ có làm gì không nhưng mà sao bọn này kéo tới đông quá. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ xử giùm ông chủ. Này đứng đây làm gì? Mày đi, mày cứ đi coi. Ui, đập mày nè. Né ra, né ra. Trời ơi, còn chạy vô đây nữa. Mày xạo con. School baby. Ui, xe có súng. Này, này thì xe có súng này. Sao mà kịp xài với tôi được. Cái gì? Ê, xin lỗi. Oh no. Tôi đánh người thường rồi anh em ạ. Mà thôi kệ đi. Rồi bắn, cho mày bắn luôn á. Tôi đứng im cho mày bắn luôn á. Nhắm giết được giết nha. Mấy nghị lì dữ ta. Nói không bao giờ nghe. Khiên mày lên nè. Khiên đồng đội mày lên nè. Trội vô mặt mày nè. Ủa. Khiên lại, khiên lại. U. Khiên này. Trời mày nè con. Ui, nó có máy bay luôn anh em ạ. Mấy này nó quá lắm rồi. Quá lắm rồi con ạ. Bay bay cho chúng tôi. Bỏ nghề đi nha. Sống tốt vào. Đừng có đi lấy súng mà. Tới những cái quán. Như quán của ông chủ tao mà phá. Thì tôi sẽ chạy tôi tung nó thôi là nó cũng đi đâu. Mày xạo con. Như nào? Mày xạo con. Mày xạo con. Ui, nó chưa hẹo. Hình như là bọn nó hết lực lượng rồi. Chả thấy đâu cả. Giờ tao tha đó. Vẫn cứ bắn. Vẫn cứ bắn thì thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã dẹp được cái lũ xấu xa rồi anh em ạ. Nhưng mà cảnh sát tới anh em. Ơ. Cái này em không biết gì đâu nha. Không phải do em đâu. Ui, tôi phải chạy thôi anh em ạ. Oh my god. Hôm qua đúng là khủng khiếp thật sự. Làm sao tôi có thể biến thành người khổng lồ xanh được nhờ. Không lẽ là do vụ nổ phòng thí nghiệm. Nếu mà thật vậy thì tôi phải tìm hiểu mới được. Chỉ có nó thôi. Vụ nổ phòng thí nghiệm tuần trước. Thiệt mạng 8 người. Nhiều người may mắn sống sót. Nguyên nhân là rò rỉ khí ga. 5 minutes later. Không có thêm thông tin gì hữu ích cả. Nhưng mà tôi còn nhớ tên của tiến sĩ người mà tôi cứu anh em ạ. Tại vì trong lúc chạy thì tôi thấy bản tên của ổng. Cái gì ta? À đúng rồi, nghĩa đẹp trai vô địch vũ trụ. Để tôi tìm kiếm thông tin thử xem. Ông tiến sĩ đó vẫn còn sống. Và tôi cũng có địa chỉ rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ đi qua nhà của ổng thôi nào. Chúng ta gần tới nhà của tiến sĩ rồi đây. Đi lên đây một chút xíu nữa thôi. Số nhà 199. Có vẻ là căn nhà này rồi. Anh ơi, cho em hỏi tiến sĩ có nhà không vậy? Có, ổng ở trong á. Ok, cảm ơn anh nhé. Vô thôi nào anh em ạ. Ai đây? Tiến sĩ. Ơ, đây không phải là người đã cứu mạng tôi sao? Cảm ơn cậu rất nhiều nha. Tôi rất mong ngày được gặp lại cậu luôn ấy. Cho tôi ôm cậu cái nhé. Mà cậu đến đây có chuyện gì vậy? Tôi là người khổng lồ xanh trên mấy bản tin gần đây. Tôi cần sự giúp đỡ của tiến sĩ. Tôi biết tiến sĩ có thể giúp tôi trở lại bình thường. Thì không, cậu vào nhà đi. Thế làm sao cậu có thể biến thành người khổng lồ xanh được? Tôi không biết nữa. Cho tôi tức giận hay là gì đấy xong tôi biến thành người khổng lồ xanh luôn. À thế à. Nhưng mà làm sao cậu có thể biến được thành người khổng lồ xanh?
cậu có hiểu câu hỏi của tôi không? Tôi nghĩ là có vẻ là do một vụ nổ lần trước ở phòng thí nghiệm thì phải. Nếu như vậy là cậu đã nhiễm phóng xạ gamma rồi. Phóng xạ gamma là do tôi nghiên cứu đó. Nhưng làm sao nó có thể nhiễm vào người cậu mà cậu vẫn sống tốt như thế này? Mà còn biến thành người khổng lồ xanh nữa tiến sĩ à? Ừ, đúng như vậy. Cậu có biết là một khi phóng xạ gamma kết hợp với con người, nó sẽ trị được những loại bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Quả là một bước tiến lớn trong khoa học. Cho tôi xin ít máu của cậu để nghiên cứu nha. Được rồi, nhưng tiến sĩ phải làm cho tôi trở lại bình thường đấy. Tôi e là tôi vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống có người nhiễm phóng xạ, cho nên là tôi cần một thời gian để chế thuốc giải. Trong thời gian đó mong cậu có thể giữ được bình tĩnh, đừng để biến thành người khổng lồ xanh. Thiệt luôn hả tiến sĩ? Oh my god. Giờ tôi phải sống với con quái vật trong người tôi sao? Quá buồn tiến sĩ. Thôi tạm biệt tiến sĩ. Later that same evening. Ở trong căn phòng trong, tìm tao đau quá men. Chị có biết gì không? Cuộc sống như b***h ấy, giúp người mà tự nhiên mang khổ vào mình luôn à. Nè, tôi không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng mà đôi khi anh phải chấp nhận những gì mình có. Một khi đã chấp nhận được rồi thì anh sẽ thấy lợi ích trong nó. Ôi, cảm ơn chị đã cho em lời khuyên nhé. Thôi em về đây. Ôi, tôi xỉn quá rồi anh em à. Đúng là cuộc sống. Giờ thì về nhà thôi nào. Lại có chuyện á. Quân đội luôn á. Oh my god. Oh my god, dude. Ui. Chạy chạy chạy. Hình như là không phải. Nhưng mà tôi nghĩ quân đội có thể ngăn chặn được con này. Tôi thì chạy đây. Oh my god. Kìa. Ui. Nó tới kìa. Ui giời ơi. Tôi nghĩ là quân đội không thể đấu giữ được cái con này rồi. Tôi phải ra tay nữa thôi. Lên nào hút. Thằng này dám. Mày dám phá thành phố à. Ui. Dám phá thành phố à. Mày sao? Oh no. Cái thằng cái. Holy moly man. Mày. No. Come on. Mày sao? Hay lắm. No. Ui con này nó mạnh. Nó còn linh hoạt hơn tôi nữa anh em ạ. Không no 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 no. Mày xạo. Đâu rồi. Ui giời ơi. Ui ui. No. No. Chạy 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 chạy. Ôi. Con này đúng là một trời một vật với tôi luôn ấy. Mày xạo một trời một vật gì cũng phải đi thôi. Đánh được mày vài cái là ngon rồi. Mày xạo. Mày xạo con. Mà mày ngon là đứng lên lần lại coi. Oh my god no. Ui con này cực kỳ mạnh luôn ấy. Oh my god. Cố lên Hút, chúng tôi tin anh. Chúng tôi tin anh sẽ bảo vệ được thành phố này. Bảo vệ được đi em cho kẹo. Được rồi, tới lúc rồi. Mày xạo con. Oh my god. Đâu rồi, come on. Này thì phá hủy thành phố của ta. Phá hủy. Phá hủy hộ cái. Như nào. Oh my. Đánh mày nè. Liên hoàn cước. Cước. Cho em mượn chiếc xe tăng. Thằng này nó. Ui. Mày láo lắm rồi. Phá thành phố. Phá thành phố của bố mày đi. Đứng dậy mà múa nữa đi. Sao mà đứng được nữa đúng không? Đứng dậy mà múa. Tiến sĩ. Oh my god. Tôi nghĩ là tôi nên rời khỏi đây thôi anh em ạ. A little longer than a few minutes later. Người giúp tôi thì cũng đi bà nó rồi. Có lẽ là tôi sẽ sống với con quái vật này thôi. À không, chắc không còn là quái vật nữa, mà là một phần con người của tôi. Tôi sẽ học cách chấp nhận nó. Tôi sẽ lấy nó giúp người dân. Và đấy là sức mạnh của Hút. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.